muôn vần thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa. Anh là tia nắng trong đêm, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong đêm, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền. Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay là gió đưa mái tóc em bồng. Đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ. Lần đầu gặp em không biết tại sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em mỹ miều trong chiếc áo bà ba, nghiêng dành nón lá, lòng anh thương quá, cứ ngó gần ngó xa. Người ta con gái thẹn thùng, còn anh muốn nói mà ngại ngùng. Lời yêu chưa tỏ mà tim mơ ngó như yêu từ thuở nào. Vừa gặp con sông in hình bóng của đôi ta, dấu chia xa lòng ghi nhớ mãi câu hẹn thề. Về anh xin thưa mẹ thưa ba, mai mối qua nhà em, đôi mình thủy chung cho đẹp tình quê. Đầu gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền. Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay là gió đưa mái tóc em bồng. Đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ. Lần đầu gặp em không biết tại sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em mỹ miều trong chiếc áo bà ba, nghiêng dành nón lá, lòng anh thương quá, cứ ngó gần ngó xa. Người ta con gái thẹn thùng, còn anh muốn nói mà ngại ngùng. Lời yêu chưa tỏ mà tim mơ ngó như yêu từ thuở nào.
sông, in hình bóng của đôi ta. Dấu chia xa lòng ghi nhớ mãi câu hẹn thề. Về anh xin thưa mẹ thưa ba, mai mối qua nhà em. Đôi mình thủy chung cho đẹp tình quê. Về anh xin thưa mẹ thưa ba, mai mối qua nhà em. Đôi mình thủy chung cho đẹp. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề
trên môi ai. Xuân với ta yêu đắm say, yêu ngất ngây lòng. Tình nhân hỡi đón xuân yêu thương, ôi xuân mặn nồng. Tay đón tay, môi đón môi, trao những ân tình. Cùng trao nhau nắng xuân yêu kiều về trong con tim. Áo mây em xanh mơ, xanh sắc trời hồng. Ánh mắt em bao niềm tin chúc mọi nhà. Nhìn mẹ cha đón xuân an bình, nhìn anh em sống trong ân tình. Người bên ta mãi luôn chan hòa, cùng yêu thương nhau. Tiếng giang đồn anh công tử giao
Nhất trai làng anh công tử chiều chơi, nhất gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa kiên tôn hào dân già. Năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi, sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Anh nhất hành tinh, còn em nhất trần đời. Tư gia để dự buổi lễ phu quy của cô dâu Ngọc Thùy sánh duyên cùng chú rể Thành Tuấn ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép MC Yến Thơ được thay mặt cho đại diện của họ nhạc gái cũng như là anh em trong ban nhạc Hoàng Long xin gửi đến toàn thể vị quan khách lời kính chúc sức khỏe an lành, lời cảm ơn chân thành và đặc biệt hơn nữa là lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa tất cả các vị, nhà thơ Tố Hữu đã từng nói rằng sống trên đời có gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Tình yêu vốn là những gì đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta, là nỗi khát khao của biết bao chàng trai và cô gái. Khi sinh ra và lớn lên thì ai ai cũng muốn đi tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình. Chính vì thế mà ông Tư và bà Nguyệt đã xây duyên kết sợi để cho anh Tuấn và chị Thùy của chúng ta ngày hôm nay gặp được nhau và đã quen nhau. Sau một thời gian dài yêu nhau và tìm hiểu được sự nhất trí đồng ý của hai bên gia đình thì hai bạn đã chọn ngày hôm nay là ngày 5 Tây tháng 12 năm 2019 nhằm ngày 10 tháng 11 năm Kỷ Hợi là ngày lành tháng tốt để tổ chức buổi lễ phu quy ngày hôm nay để đôi trái tim hòa cùng nhịp đập, để đôi bạn cùng nắm tay nhau chèo lái con thuyền của tình yêu cập đến bến bờ hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, vài giây phút hồi hộp nhất, quan trọng nhất của chúng ta đã đến. Xin quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay cùng nắm tay nhau tiến về lễ đài hạnh phúc. Quý vị đang được chứng kiến quê hương của chúng ta cùng nắm tay nhau tiến về lễ đài hạnh phúc. Dạ quý vị ơi, có thể nào vui lòng dành cho cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất một tràng pháo tay thật lớn có được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, và trong ngày vui, ngày trọng đại hôm nay sẽ thực sự ý nghĩa và thiêng liêng khi có được sự chứng kiến và dự dắt của những đấng sinh thành và dưỡng dục. Về phía đại diện của họ nhà gái, Yến Thơ xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Tài cùng cô Tư của cô dâu cùng tiến về sân lễ để ra mắt toàn thể vị quan khách ạ. Đây là một đại gia đình hạnh phúc, nhưng còn niềm hạnh phúc lớn hơn nữa đó chính là tình cảm và sự hiện diện của toàn thể quan khách đã đến tại Tư Gia để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Và để đáp lại tấm chân tình từ tất cả quý vị thì đại gia đình của chúng tôi xin được nghiêng mình cúi chào thay cho những lời chào trân trọng nhất. Và Yến Thơ xin được mời cô Tư của cô dâu sẽ có đôi lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị ạ. Bạn bè của cháu Thùy, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm Kỷ Hợi, gia đình anh Hai Tài có tổ chức lễ du quy cho con là Ngọc Thùy sánh duyên cùng anh Tuấn. Anh Tài cũng có tâm thương mời
bà con cô bác hai họ, hai bên và bạn bè gần xa. Bạn bè cũng nhúng dứt thời gian chút ít để tới đây chung vui cùng gia đình và chúc phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Gia đình không biết cái gì hơn là xin được nhận nơi thành kính của gia đình lòng cảm ơn. Và sau cùng xin chúc cái bà con và bạn bè dùng một bữa tiệc vui vẻ, và nếu có trong lúc tiếp đón có gì sơ sót xin miễn tình tha thứ cho gia đình. Xin hết. Cùng hướng mắt về sân khấu, xin được mời cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay cùng tiến về tháp ly. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn và cùng thực hiện nghi thức rót rượu tình yêu. Cũng sẽ chia vui ly rượu của mình cùng toàn thể quý quan khách. Yến Thơ chuẩn bị đếm mà quý vị ơi. 1, 2, 3. Dạ xin chân thành cảm ơn những tình cảm từ tất cả quý vị. Xin được cảm ơn đại diện của nhà gái. Xin được gửi trả. Và hoàn tất và còn một bàn nghi thức cuối cùng nữa dành cho chú rể ngày hôm nay. Và Yến Thơ xin được phép đặt ra hai điều kiện dành cho chú rể trong ngày vui hôm nay để thể hiện tình yêu của mình dành cho cô dâu xinh đẹp. Và điều kiện thứ nhất là chú rể ẵm cô dâu từ sân khấu ra cổng hoa, từ cổng hoa về sân khấu, vừa ẵm vừa đi vừa hát bài Bà Xã Tôi Number One. Dạ, dạ, yêu nó phải có trong gai. Dạ, và còn điều kiện thứ hai sẽ là chú rể đặt lên môi cô dâu xinh đẹp của mình trong ngày vui hôm nay một nụ hôn thiệt là nồng thấm trước sự chứng kiến của toàn thể quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ, Yến Thơ không biết là chú rể chọn điều kiện nào ạ? Hùng quá. Vậy là chú rể chọn điều kiện thứ hai rồi quý vị ơi. Và Yến Thơ cũng giúp cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay lưu lại những hình ảnh đẹp trong ngày phút hôm nay. Thì lúc nào cô dâu và chú rể mở cuốn album ra thì cảm thấy hình ảnh của mình ngày hôm nay thật là hạnh phúc. Dạ, rồi bây giờ chú rể sẽ đặt lên môi của cô dâu mình một nụ hôn thiệt là nồng thắm. Dạ, bây giờ Yến Thơ xin được mời chú rể đứng đối diện cô dâu. Rồi, cô dâu đứng đối diện chú rể. Rồi, tay của cô dâu đặt lên chỗ nào cứng nhất của chú rể. Dạ, đó chỗ nào cứng để vô cô dâu ơi. Rồi, tay của chú rể đặt vô chỗ nào mềm nhất của cô dâu. Đó, dạ chỗ này mềm nè chú rể. Đó, đưa lên, đó. Dạ, y như vậy. Rồi, MC chuẩn bị đếm nha quý vị ơi. Hôn làm sao cho thiệt đẹp nha chú rể. 1, 2, 3, bắt đầu. Một lần nữa, Yến Thơ xin được phép thay mặt. Trời đã xé rời chi hồng,
đồng ruộng xanh mênh mông trời đông, nhà chúng ta ven hai bờ sông, có nhịp cầu đưa lối. Trầu cao quê hương đẹp thế, nắng chiều trên quãng đường đê, một đàn em bé nô đùa khi tan trường về, tuổi học trò trong trắng ngây thơ, tình là tình đẹp mối duyên. Chim câu thủy chung suốt đời.
giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân giai nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tin anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tồi tàn, từ một ngày đó đến bên anh là nghe những tâm tư này. Nào thì em là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhưng anh xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Buông dây anh mong đêm tình yêu anh. Giờ đây là em chẳng ngày mơ ước bao đêm. Nhiều lần dối trá, những lần áp lực bởi có việc muốn đi xa rất rất một lần nữa. Không yêu được, không yêu được, không. Thật lòng này ta chỉ mong em hoa một ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biến bao. Trên cao núi xanh mây là sâu. Em hãy đứng lên đi người ơi. Anh vượt qua hay là anh đã rơi. Và xin những ta dần xa tới. Em nói nhí đôi ta không thầm. Em nói nhí anh không còn như chàng. Nhìn từ sau ngang cạnh, nhìn đứng thân đi nhau. Bật tay ông vẫn muốn nói mấy thầm lâu. Và xin như anh nhớ sau một điều. Và xin như em yêu xa một điều. Em đã hết yêu anh vài câu. Vậy thì anh sẽ đứng xa đi. Tại em như ngày em chờ đợi. Và còn anh xa đi. Em sẽ không nhìn gió. Cũng mong đi. Yêu em như anh đã có tình nhớ. Em hãy nói đi người ơi. Anh đã vượt qua hay là anh đã sai. Và xin ta dừng xa rời. Em nói ý đôi ta không hợp. Em nói ý anh không còn như cha. Đi từ sau ra bên những lúc thơ đi nhau. Thực tế ta có bố ra mà thằng lâu. Và xin như anh yêu xa vật đầu. Cơn mưa dừng lặng mà vui sướng như em như xa buồn đầu. Em đã hết yêu anh vài câu. Vì kia ai xa bao giờ đi. Trở lại anh như ngày anh chưa đến. Một tình tình xa đi em sẽ nhìn xa. Cũng mong ý yêu em như anh đã hết tình nhau. Và sướng như tôi như xa buồn đầu. Anh đang thất sự như là mà vui sướng như người tôi nhìn xa một đêm. Em đã hình yêu tôi phải cần. Vì khi ai xa bóng ra đi. Giờ lại anh nhìn anh chờ đợi. Và khi anh xa đi em sẽ nhìn xa. Cũng may yêu anh như anh đã từng nhớ. Good night.
Dạ thôi giờ Yến Thơ xin được mạng phép nán ông dâu với lại chú rể ở lại sân khấu. Vì lý do nãy mình làm lễ đó, dạ là chú rể hôn cô dâu đòi. Thôi giờ mình ngược lại đi, cô dâu hôn chú rể có được không quý vị ơi? Dạ được không? Dạ được không ạ? Nếu được cho chàng có tay lớn lớn đi em bé, chuẩn bị hôn thêm cái nữa lỡ rồi. Dạ được không chị? Hồi nãy là chú rể hôn cô dâu, giờ cô dâu hôn chú rể làm luôn. Dạ MC chuẩn bị đếm rồi, xong rồi quý vị hỗ trợ một chàng có tay thiệt là dài cái được không ạ? Rồi camera có sẵn dưới rồi. Dạ giờ xin được mời cô dâu và chú rể đứng đối diện nhau. Dạ họ quên nữa, cô dâu hỏi em hôn ở đâu. Dạ giờ chị muốn hôn ở đâu? Thôi không có được hôn má nha. Dạ phải hôn môi mới được. Dạ mấy ngày mới được nè. Có quý vị vợ chồng ai hôn má nữa, chỉ có bạn bè mới hôn má thôi. Dạ hôn môi nha cô dâu, nồng cháy vô mãnh liệt cho cô dâu ơi. Dạ em đi chuẩn bị đến nha. Thôi tính đến cho cô dâu ơi, từ từ trời thôi gấp quá. Dạ một hai hai rưỡi đó. Tình yêu của em đã khiến con tim của anh sẽ bao dung đời, làm con tim anh thôi hết ra bằng lòng ngày chào dâng khát khao. Một nơi anh luôn ước ao gặp được người em ước ao, và em là người anh đã khát khao chờ mong. Mùa xuân trở nên ấm áp khi em giờ đã có anh bên cạnh. Mùa xuân ngập tràn nắng ấm, lũ chim ngoài kia vừa vui hát vang. Đời đẹp tươi khi có em, lòng buồn tanh khi vắng em. Người ơi giờ đây anh chỉ mong được
đẹp như muôn ánh sao trên bầu trời, làm hồn anh lâng lâng tựa như tan vào sương khói. Nơi thương
một lần yêu. Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em, mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi, lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Mơ người yêu thủy chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như ru hôn em, mộng vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lời, không như áng chiều trôi, lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chẳng ra, trong đám đông những người thật thà. Người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử. Mến nhau
gặp bên đường, mến nhau ngây thật mà yêu thương ở sớm chiều.
Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Chiều trời đầy đó bông phượng, đưa đầu nón giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình vẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Còn màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào, bên giàn thiên ly bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thay. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trầu cây và hội bồn cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một dàng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng, gặp mãi cũng chào. Có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô
bao yên oanh. Đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi, dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trâu cây và hội buông câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên em, bên em. Do có sự hợp đồng của cha mẹ hai bên nhất trí chọn ngày này cho nhà ra, chúng tôi ra cùng hai bên đứng ra tổ chức lễ ly hôn. Trong thời điểm này tôi là người đại diện chương trình với nhà ta ở khi ta sẽ phải tình lệ. Trước gia đình cô bác ông bà họ, sau đó cô bãi đại diện. Rồi cô tôi đại diện. À, sau đây là chú hai ha. À, nếu không có gì trở ngại thời gian mà cho tôi nói vô thì vui lòng cạnh nhau tôi lại. Để giờ, tôi trở ra, tôi hướng dẫn nhà ta. Bây giờ tôi dành cũng đi làm. Trời ơi, tôi ngồi tôi uống chung với rượu lát tôi làm điên lắm. Không, không, tôi thấy đây là mình, hai bên mình đoàn kết để chúc phúc cho cháu. Rồi. Theo anh về cuối sông, về non xanh, mình tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm. Kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương. Kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm. Kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây, mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say, tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm say, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Được rồi, thưa bác, thì giờ mong cô bác cho tôi vài phút mà ổn định để thay mặt nhà trai trở lại. Do sự hợp đồng thống nhất hai bên tham gia nhất trí chỗ này tổ chức ngày lễ kết hôn cho con của mình. Trong thời điểm này tôi là người đại diện chương trình với nhà trai ra cái lễ trình đến và được gia đình chấp nhận cho phép mình nhập gia. Sau phần nhập gia này tôi xin được giới thiệu sơ bộ họ hàng của trong tổ hợp nhà trai chúng tôi ở Tân Phú Tùng. Bà nội đâu? Bộ. Bà mợ. Cậu hai. Cậu mấy? Cậu tám. Cậu bốn. Còn đây là bà, đây là hàng thông gia của ông vua nhà trai. Dạ. Nhớ nhất là nhà tham gia. Dạ, dạ. Dạ, quý vị, tôi xin thay mặt cho số cô bác đại diện cho tập họ nhà trai ở Tân Phú Trung bằng tất cả tấm lòng của người Tân Phú Trung gửi đến cô bác ở đây lời chúc sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và giúp đỡ. Vỗ tay cô bác ơi, hay quá. Kính tệ có đổ bể. Mà điều tôi khuyên cô lát có lỡ họ có chụp hình thì cô đứng xa xa cô ra nghe. Lỡ nó chín, không có kẹt giống gì đâu phải. Sau lời tôi xin một lần tôi xin thay mặt nhà trai để có lời chúc gửi đến quý vị. Và sau đây xin phép thay mặt nhà trai trình lễ. Vậy là phần lễ này sáu quả này ngày hôm nay được cái gì? Nó đi vào cái vị trí nào ra làm sao? Xin phép thay mặt từ đó. Và cái thú vị, lễ diện kiến cô bác xin tiền tại bằng giữa dạ có sáu miếng, sáu miếng đầu tiên. Lễ kính ông bà tổ tiên ở trên kia có sáu miếng đầu ấy. Lộc cô dâu còn có quả đầu cao. Đại lễ gia tiên gồm có quả trà, quả rượu, quả trái cây. Đó là lộc cho tiên, quả giếng xuôi, sâu và gà. Sau cùng là quả bánh phu thê dành cho phu nhân chú lễ. Và kính thưa quý vị, nội dung chung là sáu quả. Sẵn đây tôi trình luôn cái này để rồi lát quên. Cái ngày đại lễ đang qua xính lễ cô dâu họ nhà trai cho bốn món nữ trang rồi. Ngày nay bà thấy bà này mà không biết bà nghĩ sao bà không vô cho thêm sự duy trì. Chút xíu nữa đây, lát rồi cô vô ra đây bà mẹ cho tôi chuyện đó. Mà có đem theo nãy nói, có đem theo không? Đỡ nói mà quên phải không? Thay mọi trước đi. Như vậy là phẩm lễ thay mặt nhà trai trình rất rõ. Đủ trong khai tôi rót trình đại diện tộc họ. Vui lòng nhận lễ và kiểm lễ. Đúng rồi thì dọn vào thời gian ta tôi cũng cho chú lễ ra mắt của bà quá cố trước khi gặp mặt nhận của mình.
sau phần đó cô hoàn lễ lễ cho tôi. Mời cô. Thôi giờ theo lời anh nói vậy thì bên thân họ thân tôi là đại diện cho nhỏ và gái. Dạ biết. Tôi cũng nhận đi vụ này. Dạ. Tôi dám mơ đã là cũng chứng kiến cái lễ này. Là cô nhận ha. Rồi. Dạ. Hay quá. Bắc thang hái ngon trầu vàng, trầu em cao số muôn màng anh thương. Bắc thang hái ngọn trầu thương, đó thương anh một anh thương đó mười. Bắc thang lên ngoài trời xanh, chi hồng đâu ta cho anh mượn về. Để anh sẽ kết đây đây, sẽ chim loan phượng dưới cây ngô đồng. Ghê tóc xe tờ sẽ trang phục nữ với chàng thi nhân. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Bắc thang hái ngọn trầu vàng, trầu em cao số một màng anh thương. Bắc thang hái ngọn trầu hương, đó thương anh một anh thương đó mười. Bắc thang lên hỏi trời xanh, chỉ hồng đâu ta cho anh mượn về. Để anh sẽ kết đây đây, sẽ chim loan phượng với cây ngô đồng. Để anh kết bóc xe tơ, sẽ trang phục nữ với chàng thi nhân. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Có hai họ chúc mừng duyên mới, cảm ơn đời anh gặp được người thương. Dạ kính thưa ông bà cô bác, lễ gia tiên chú rể đã mất xong, chuyện bà xin tiền tại đây không ngoại lệ. Một lần nữa rủ trong khai tôi đó trình với thân tộc hai họ hướng vào khai chứng cho cháu cộng hợp cái lễ xin tiền tại đây. Chấp tay lên. Lễ xin tiền bằng giữa hai xá chú rể bắt đầu. Thần gia tiên hai họ chưa dòng cái lễ hôn nhân để bày tỏ sự tôn trọng mà cô gái gần xa tới đây để hướng vào đôi vợ chồng trẻ này có lần chúc lành cho nó. Đáng lẽ cháu hai cháu này nó phải nói cái gì tận đáy lòng mình để bày tỏ sự biết ơn đó, nói đâu có được, đứng gần luôn nói không được. Bắt hai thai con để hướng dẫn con điều này nha. Hai con một lần cúi đầu thật sâu về hướng này gọi là đền ơn hậu ngộ ngày hôm nay. Cúi đầu cô bác ăn hiếp là chi xong cho nó thầm có tay để hưởng. Anh nói mà ông dỗ trước người ta mình dỗ phải không? Mình đại diện mình có nắm tay vào đời phải trâu trân trọng mối tình này. Cái bông này có đâu tôi gọi là bông cầm tay chứ thật sự đây không phải là bông cầm trên tay cũng đúng, nhưng mà rõ ràng đây là cái bông vào đời của đôi vợ chồng trẻ. Cúi đầu chào nhau trước khi trao bông vào đời, cúi đầu. Món nữ trang đúng không? Đây là món nữ trang thứ hai, đây là bộ cậu không biết con nói cái gì đó mà mẹ chồng nghe thương quá coi như cô thị như kiệt. Dạ thì cô bác đây sự như kiệt nó nằm trong cái phần như sinh lễ. Dạ đây là cho cô thiệt là bà mẹ chồng đeo cho con. Bà mẹ
quá, chứng đi được cho hai cháu rằng cái lễ sinh tiền tại đây. Cháu tại đây bằng giữa sinh tiền hai xá bắt đầu. Tôi có cái này cho tôi tập thể, có nghĩa là bà nậu của chung rủ bưng lại của chung rủ cháu rồi cái lễ đặt đồ là từng được cô từng đặt đi. Cảm ơn cô. À, vậy đi nha, chứ nếu mà nói chuyện lại thì phải lại từ đầu hết rồi tới ngoại mà lại từng ngừng. Ta thường thường ta nghe không cha nắm chung chú mà con mẹ uống chú gì. Mà giờ không có chú gì uống được chú cô. Rồi để bao đây con. Cô dâu đang đứng trước bàn tổng quốc thư của đạo trời gái. Cô dâu này năm nay tròn 29 tuổi. Không ai là mẹ ta quá cố sốt. Cha được bọc luôn nắng cho tới ngày nay, 29 năm nay. Thời gian không còn dài lắm, cháu thế nên chưa qua về làm dâu cô này và làm vợ cháu này. Cái câu, cái dạy dỗ và nuôi dưỡng 29 năm nay này, này ai lo đây? Cho nhiều cho nhiều khác. Ngày nay đứng trước mặt bà cô bác đại diện cho hai tộc họ tại chỗ này, tất cả hướng vào hai cháu này bằng tất cả tấm lòng thương yêu. Thương yêu là ngày nay, ngày lên xe qua không có mẹ đưa tiễn mà chỉ có bà cô và cha đưa tiễn. Ngày nay đứng trước mặt tại chỗ này chỉ biết buổi chung rộn này để bày tỏ tấm lòng sâu sắc mà cha mẹ hai bên để dạy công dạy dỗ cho hai con tới tuổi trưởng thành. Thôi tôi nói tới đây thôi, tôi nói nữa cô dâu này mặt này sẽ lem luôn hết rồi. Nếu đây là mẹ chồng mà đây là nàng dâu, cô bác chứng tỏ là họ người dưng. Mẹ chồng nàng dâu là người dưng, không có được Phật, không có gì hết. Ý anh muốn nói là anh thay đổi cách nhìn ngay trong thời khắc này. Mẹ em đừng coi nó là con dâu được không, đừng coi nó con gái, đây là mẹ ruột, đây là con gái. Anh thấy nhìn được không? Đó là hai chữ thông tình, đó là hai chữ thông tình, nó gắn liền trong bản thân của mẹ và con. Cái thứ hai nữa thì mà mẹ nó sốt thì giáo dục hướng dẫn là do em cũng đầy đủ con. Cái nền tảng của hạnh phúc tức là nền móng của cái nhà, em ráng những cách gì đó cho con mình hạnh phúc. Giờ lại hai không chắc nhận phải không, rồi uống chuyện bụng mà má đi con. Cái này tôi thay cô tư hạnh phúc đỡ đầu lát lên đó mình cũng
chỉ còn có thỉnh họ đón dâu. Trước cái thời gian đó thì nhường là chừng 15 phút để cho gia đình tặng quà cho cô dâu chú rể. Nhưng mà trước khi tặng quà để làm thủ tục của chú rể và cô dâu. Để hôm nay rồi. Giờ tôi đại diện cho nhà gái, cô dâu này thì còn bà ngoại những gì sức khỏe yếu, nhưng mà mời cậu Út đại diện. Cậu Út. À, cậu Út anh đại diện cho bà ngoại, tặng cho cháu một món quà để làm kỷ niệm. Xong rồi đâu? Rồi bây giờ tới. Ba cũng hôm nay là những ngày vui của con thì cũng có món quà để tặng cho con về nhà chồng. Quà để dành cho tôi suốt cái thời gian tôi truyền cái lễ tôi chưa bị ai đây lần nào, đặc biệt là của tôi. Điều này tôi không biết nói gì hết, tôi gọi này cảm ơn cô cũng như tôi đã không tôi đề ơn cô uống rồi phải không? Có thì bây giờ tôi cũng cảm ơn anh cũng đã tới đây để mà tỉnh nọ đến dâu như vậy á. Giờ tôi anh cũng rồi, cô bác vỗ tay cho hai tay. Tư với hai uống cái cho ngon rồi cạn luôn Tư. Cô nội ngoại đưa cô cháu đi cho qua về làm dâu bên kia. Cô chuẩn bị mấy cái quà. Đây là đại diện cho từng ngồi ghế này là lớn. Xin mời đại diện tổng họ. Đây là cô bác. Dạ mời. Chúc cho phép được tổng họ. Rồi tôi đứng đây. Nhúng môi đi con, nhúng môi đi con. Cô chú rượu này, tôi xin thay bằng gia đình nhà trai ở khu chợ tên là Phú Trung. Chú chung này, rượu này cho phép đón con chú đi. Nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui.
sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Dối kia thắm mãi bên dàn cầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bến sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió mơn mang theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Dối kia thắm mãi bên vàng cầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bến sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió mơn mang theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tay nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Hay trời, dưới đây còn không đổ đâu. Đúng đó. Không có miếng đổ đâu. Hơn 10 giờ rưỡi. 10 giờ quá. Dạ, cô bác. Họ nhà trai đến nhà gái ở Hồng Môn đón dâu thỉnh họ về đến nhà đúng 10 giờ rồi. Cái chuyện đúng hay sai đó là chuyện tâm linh, dụ này không ai đã định được. Nhưng mà thầy coi nói là về trước 11 giờ đặc biệt mà 10 giờ rưỡi mới về tới nhà đó là cái giờ hoàn đạo về truyền dục cho dục đấy. Bây giờ bác bây giờ bác chúc mừng hai con được tròn vẹn trong ngày thầy coi rất là phúc. Vỗ tay đi, chúc mừng rồi phải vỗ tay. Đừng vỗ tay. Đừng đập nữa. Mà tôi trình với bà mà với bổ với cô bác trong tổng hội nhà trai xin phép cho tôi làm cái lễ gia tiên. Cái lễ bà sanh tiền tặng quà để nhập tiệc. Đồng ý không ông chú nhau chúng không? Đồng ý không ca? Đồng ý, bà bố đồng ý chứ. Bà giữa này chứng cho phép cháu làm cái lễ. Ông bà xin tiền tại đây cấp ta lên con. Ê giữ đại hai xá bắt đầu. Cái tiền xăng dầu. Cô có nghe điều đó chứ à. Như hồi nãy tôi có hốt ý kiến thì bây giờ này có người chịu trách nhiệm trong phần đó, không phải là nhà xui mà cô vô chú rể à. Tôi cũng thông báo cho họ nhà gái biết để mình giữ cái lòng tin đó đó. Là hai cháu này tự giải quyết phần xe cộ. Không giao ở đây cũng không mó vô mà để cho hai đứa nhỏ lo. Dạ. Không hai đứa này lo chút chứ. Chuyện của nó cũng không có bắt gì nữa. Nó có thể trả tiền. Mình nói vậy là đúng lắm rồi. Thôi bây giờ về làm cái lễ tại đây bây giờ em thông báo. Hồi nãy nó làm cái lễ phụ mẫu với kia làm rồi cái uống rượu nhận người ta con gái rồi đó nha. Bây giờ không có làm nữa à. Bây giờ em mời đây cô bác trong tộc họ bên nhà chỗ cho thức này ai có tặng quà tặng tôi mời ra làm tiền. Cứ vậy là đi. À, mời tặng quà ai có tặng quà cũng mất.
gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành ban, gió đập cành ban, tớ hồng sao khéo núng duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, anh mừng vui duyên mới làm chồng của em. Gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành vàng, gió đập cành vàng, tơ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, bạn bè vui lễ cưới kết anh cùng nàng. Gió đánh cành ban, gió đập cành ban, tơ hồng sao khéo nối duyên nàng gặp anh. Gió đánh cành chanh, gió đánh cành chanh, gió đập cành chanh, gió đập cành chanh, thỏa lòng em mong ước lấy anh làm chồng. Gió đánh cành hồng, gió đập cành hồng, anh mừng vui duyên mới làm chồng. Kết thúc tại đây, phần tặng quà cũng kết thúc. Một lần nữa tôi rót rượu này, tôi trong khai này tôi đại diện cho gia đình tiểu công minh nhà Trang. Gia đình nhà Trang chúng tôi hôm nay có tổ chức của thiền viên quan hai họ tại chỗ này để đón tiếp quý vị quan khách của hai dân tộc nói riêng mà quan khách địa phương nói chung được mặt tại đây rất là đủ. Bữa nay ông bà cô bác nội ngoại tư tài bạn bè gần xa hội hội mặt đủ tại chỗ này. Tôi nghĩ là cái phần sai sót này có thể xảy ra. Tôi mong rằng gì tương lai của hai đứa nhỏ cô bác khắc phục cái khó này vượt qua để giúp cho gia đình ông gia ngày hôm nay vui vẻ trọn vẹn ngày hôm nay. Một lần nữa xin thay mặt gia đình của con tổ chức cô bác tập hợp nhà gái dùng mùa thiệt thật sự ngon miệng tại đây. Nhưng mà trong đó tôi nói dùng ngon miệng tại đây nhưng cô bác thương xui nói tôi không nói gì đồng gì có dở cũng làm ơn nói ngon dùng bá mừng thấy không. Dạ thôi một lần nữa xin thay mặt gia đình cảm ơn cô bác. Vỗ tay hay quá hôm nay.
gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi anh, hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em chưa lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đôi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đau môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi anh, hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, anh chẳng sợ điều gian khổ rêu nêu. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trắng thay đen, anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đau môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em. Nhưng lấy gì để minh chứng con tim. Anh hứa đi anh, hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, anh chẳng sợ điều gian khổ gieo nêu. Em ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn. Mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em như tia nắng mặt trời, lòng lành ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này, là khi anh nói I love you.
Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị và khách quý thân mến, và ngay giờ phút này đây với lễ tân hôn ra mắt của chú rể Huỳnh Thanh Tuấn, kết thúc sự duyên trăm năm cùng cô dâu Trần Thị. Lời nói đầu tiên cho phép Shelly được thay mặt cho đôi Tân Lam và Tân Đại Nhân kính gửi đến toàn thể quý vị và khách quý lời chúc cho sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng nhất. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, chắc chắn quý vị cũng biết một điều rằng từ ngàn xa xưa tình yêu luôn là một điều hết sức thiêng liêng và cao quý, đôi khi cũng hết sức giản dị và bình thường. Chỉ cần đôi câu miếng trầu thì đôi bạn trẻ cũng đã có thể nên duyên cầm sắc. Thiết nghĩ trong cuộc sống không thể tiêu đi hương vị ngọt ngào của tình yêu, đó là lý do mà các nhà văn, nhà thơ, nhà thi ca luôn lấy tình yêu là một nguồn cảm hứng sâu sắc. Ví như trong thơ Tố Hữu đã từng ví von rằng: còn gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Và trải qua khoảng thời gian quen biết và tìm hiểu để đi đến được bến bờ hạnh phúc trong lễ vui tân hôn ngày hôm nay, là đôi bạn trẻ đã trao cho nhau tình yêu ngọt ngào và sâu nặng nhất từ tận trái tim và lý trí của mình. Đã bao năm đợi tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2019, được sự đồng thuận của cha mẹ đôi bên, chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt cử hành lễ tân hôn cho chú rể Huỳnh Thanh Tuấn, kết thúc sự duyên trăm năm cùng cô dâu Trần Thị Ngọc Thùy. Và ngay giây phút này đây, xin mời toàn thể quý vị hãy nâng nhẹ đôi bàn tay ngọc ngà của mình để lì xì một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đôi Tân Lam và Tân Đại Nhân giờ có ngọc lên lễ đường ra mắt cùng với toàn thể quý vị qua khách quý. Xin mời Tân Lam Huỳnh Thanh Tuấn và Tân Đại Nhân Trần Thị Ngọc Thùy. Sức thiêng liêng và cao quý của nhân vật làm cha làm mẹ, đó là lý do mà ông cha ta dạy dỗ con cháu nhớ một điều rằng: con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới đâm chồi kết quả, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu. Làm con chữ hiếu làm đầu, ơn cha nghĩa mẹ đời đời khắc ghi. Và trong buổi lễ vui tân hôn ngày hôm nay là một ngày trọng đại để tôn vinh lên công lao sinh thành và dưỡng dục của những bậc làm cha làm mẹ của đôi Tân Lam và Tân Đại Nhân. Xin mời bước lên lễ đường về phía thông gia họ nhà trai. Xin mời ông Huỳnh Văn Mãn cùng bà Trần Thị Tuyết là song thân phụ mẫu của Tân Lam Huỳnh Thanh Tuấn. Xin mời ông Trần Văn Tài, bà cô Tư Nguyễn Thị Thanh sẽ lên lễ đường ra mắt cùng với toàn thể quý vị quan khách quý là song thân phụ mẫu của Tân gia nhân Trần Thị Ngọc. Đó là lý do mà hai gia đình của chúng tôi không khỏi xúc động và bồi hồi, và xin được bản phép thay mặt cho hai gia đình chủ hôn xin gửi lời mời đến toàn thể quý vị quan khách quý lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến chung vui và gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành tặng cho buổi lễ vui tân hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và mặc dù với tiệc vui đã được hai gia đình của chúng tôi sắp xếp và thiết đãi cách chu đáo và long trọng, nhưng trong quá trình chiêu đãi nếu xảy ra điều gì sơ suất, mong quý vị hãy niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Chúc cho quý vị có một bữa thật vui vẻ và ngon miệng. Và ngay giây phút này đây thì xin mời hai gia đình của chúng ta hãy nghiêng đầu cúi chào thay cho lời cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin mời. Tình cha như ngọn núi Thái Sơn hùng vĩ, dòng rượu đỏ thắm ngọt ngào, tượng trưng cho nghĩa mẹ như biển rộng sông sâu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông xuống đất đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Công cha như núi đất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Giờ đây nên nghĩa vợ chồng, không sao quên lấy công ơn mẹ thầy. Và trên đường trong anh thứ nhất xin thay mặt đầu, và chưa được cho anh thứ hai xin thay mặt cho toàn thể quý vị quan khách quý và đặc biệt là anh em trong ekip những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng thành đạt. Chúc cho được con xin dâng lên cha mẹ ly rượu này, mong cha mẹ nhận con làm con hiền dâu thảo. Chúc ba và cô ly rượu này, mong ba và cô nhận con làm rể hiền rượu cha vôi. Cũng như là hai gia đình của chúng tôi sẽ chúc mừng cho ngày hôm nay cái tình thông gia keo sơn bền chặt. Xin mời quý vị rót đầy những ly bia ly rượu trên bàn của mình. Một với ba chúng ta vô thật lớn để chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi được không ạ? Quý vị ơi, ly đâu ạ? Một, hai, ba. Vui nhất đời này.
Thì ngày hôm nay trước sự hiện diện của thân tộc cha mẹ phụ mẫu hai bên cũng như là họ hàng bạn bè thân hữu gần xa đến đây minh chứng cho buổi lễ vui tân hôn cũng như là chúc phúc cho anh chị, thì xin mời chú rể hãy trao cho cô dâu Ngọc Thùy một nụ hôn ngọt ngào và sâu nặng nhất từ tận trái tim của anh để thay cho lời hứa hẹn sẽ yêu thương và bảo bọc cô dâu đến trọn đời, được không ạ? Dạ vâng, hôn ở đâu không cần biết, hôm nay hôn ở đây sẽ được toàn thể quý vị minh chứng cho tình yêu của đời bạn cũng như là chúc phúc cho đời bạn trăm năm hạnh phúc bằng một tràng pháo tay thật lớn, được không quý vị? Dạ vâng, và trước khi hôn chú để nghe rõ lời MC hỏi nha, nếu mà hôn má trái sẽ sanh con gái, hôn má phải sẽ sanh con trai, mà hôn môi là sẽ sanh đôi, một trai một gái. Dạ hỏi chú để muốn có con trai con gái hay sinh đôi đầu lòng ạ? Chắc hỏi sinh đôi quá. Dạ vâng, chú để muốn một lần chất lượng luôn quý vị, sanh đôi một trai một gái rồi chúng ta nghỉ nha. Dạ vâng, và tiếng vỗ tay của chúng ta phải thật là lớn và thật là dài để minh chứng cũng như là chúc phúc cho đời tăng lai và tăng an nhân, được không quý vị? Dạ vâng, chuẩn bị tay của mình được không ạ? Bên nhau như cao với trời.
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một hai ba vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời. Bằng tình không ai mà yêu bằng mình, khi ta đứng nhìn
một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Tình ai chưa